Hello. Mình đang ở trên một cái nóc của cái hang ga, mình sửa cái đuôi của phần bánh lái của chiếc máy bay. Đây là cái phần cao nhất của chiếc máy bay. Đây mình đi bằng cái xe thang này thôi. Bên đây trong cái hang ga này mùa lạnh đó, cho nên nó kéo vô nhà đó. Hai chiếc cùng ở trong nhà, chiếc này là 737, chiếc kia là 727. Cái này rất là cao nha, mình đang ở trên cái đỉnh khoảng cách dưới đất, mặt đất khoảng 16 mét, 15 mét gì đó. Ta đứng hay ta làm bên này nè. Mình đang sửa ở đây nè. Cái này là cái phần bánh lái nè. Đây nhìn thẳng xuống dưới là phần đuôi nè. Đuôi đứng đó nè. Đây, mình đang sửa ở đây nè. Mình đang repair cái phần này. Nó kéo làm sao mà đụng vô cái góc nhà này nè. Nó bị bể đây, gãy antenna. Phần này bị mớp cho nên mình repair lại. Mà trời lạnh nó cho nên phải để cái đèn này nè, cái hít này cho nó hít cho nó nóng, nó mới mau khô. Kẹp mấy cái lem này lại. Năm tiếng, sáu tiếng cho nó khô. Nhìn dưới cao lắm rồi. Mình ở đây là đụng cái nóc này luôn. Người ta làm ở dưới rồi. Chào các bạn nha. Mình quay clip khác cho các bạn coi. Người ta chạy xe thu rồi.